Màn múa xòe Thái được trình diễn bởi gần 2.000 cán bộ nhân viên tập đoàn Mường Thanh, kéo dài từ ngày 2 tháng 5 đến hết ngày 7 tháng 5 tại 42 địa điểm là các khách sạn và đơn vị thành viên, trải dài trên khắp Việt Nam và cả tại thủ đô Viêng Chăn của nước bạn Lào. Kỷ lục này được lấy cảm hứng từ mảnh đất Điện Biên lịch sử với chiến thắng Điện Biên Phủ oanh liệt, cũng là nơi hội tụ nhiều tinh hoa văn hóa của đồng bào dân tộc Thái miền Tây Bắc. Tiêu biểu là nghệ thuật xòe Thái đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.